Nhi. Juni 5 là nhóm nhạc nam hai thành viên gồm có Vũ Đức Thành tức là Toki và Nguyễn Thái Sơn Kiều, cả hai còn khá trẻ và có ngoại hình bắt mắt. Thành viên Toki vốn là hot boy thành thỏ, xuất thân từ Hà Nội, để khán giả trẻ hâm mộ với gương mặt điển trai lai lai Hàn Quốc. Một còn lại của nhóm nhạc là Kiều, dường như là một nhân tố mới hoàn toàn và có rất ít thông tin. Mới đây, Juni 5 tung ra teaser hình ảnh và MV đầu tay, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngoại hình đẹp cùng phong cách thời trang cá tính của bộ đôi này gây thiện cảm với công chúng trẻ tuổi. Bên cạnh đó, phần âm nhạc do hitmaker Đỗ Hiếu và Huỳnh Hiền Năng thực hiện rất bắt tai cũng khiến cho khán giả rất kỳ vọng. Dù chưa ra mắt chính thức, nhưng Juni 5 đã thực sự nằm trong tầm ngắm của khán giả. Tuy nhiên, nhóm nhạc mới của bà bầu Đông Nhi cũng tạo ra các phản ứng trái chiều khác nhau. Không ít khán giả cho biết họ rất chờ đợi màn ra mắt của bộ đôi này. Ngược lại, có thông tin tín đồ K-pop cho rằng Juni 5 là phiên bản Việt của G-Dragon và TOP từ nhóm nhạc Big Bang của Hàn Quốc. Tuy nhiên, điều khiến cho công chúng quan tâm chính là cách quảng bá gà có phần thái quá của ông Cao Thắng và Đông Nhi. Trên trang fanpage chính thức của nhóm, Juni 5 được giới thiệu là những chàng trai toàn tài, cả hai đều có thể hát hay, nhảy đẹp, rap và sáng tác. Thành viên Kyo còn được quảng bá là biết chơi nhạc cụ và có khả năng sáng tác chuyên nghiệp. Ông Cao Thắng khen ngợi hết lời thành viên Toki, cậu ấy có thể tiến rất xa trên con đường ca hát chuyên nghiệp nhờ vào khả năng vũ đạo và giọng hát không thua bất cứ nghệ sĩ solo nào. Trong khi đó, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Đỗ Hiếu lại hết lời ca ngợi thành viên Kyo. Anh nhận định đây là thành viên có khả năng chơi guitar, piano và sáng tác ở mức chuyên nghiệp. Kyo được công ty kỳ vọng trở thành thế hệ ca nhạc sĩ tiếp nối ấn tượng. Trong khi thành viên Kyo là người còn khá bí ẩn, thì Toki là người quen mặt với giới trẻ. Trong rất nhiều clip lan truyền trên mạng, Toki khoe vẻ đẹp trai và một chút khả năng vũ đạo, nhảy popping. Tuy nhiên, giọng hát của anh chàng này vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Được biết, mini album đang được ekip hoàn thành ở những khâu cuối cùng với sự đồng hành của những nhân vật đã góp phần tạo nên thành công cho Đông Nhi. Cặp đôi này đã lên chiến lược mỗi tháng một single từ tháng 9 đến tháng 11, cũng như thực hiện một mini album với sự đầu tư kỹ lưỡng. Juni 5 sẽ đồng sáng tác với Đỗ Hiếu và Huỳnh Hiền Năng cho single đầu tay của mình sẽ được trình làng vào đầu tháng 9. Trước Juni 5, ông Cao Thắng và Đông Nhi đã trình làng nhóm nhạc nữ Lippy. Tuy thu hút được khán giả, nhưng Lippy vẫn chưa tạo được sự đột phá như đã được quảng bá trước đó. Khán giả đang hy vọng Juni 5 là nhóm nhạc tài năng thực sự, chứ không phải do Đông Nhi và ông Cao Thắng đang nổ.